Chúng tôi thay mặt cho nhóm tình nguyện viên từ ngoài Bắc vào đến đây để mang những cuốn sách tuyệt vời nhất đến với các em. Các em yêu quý, những cuốn sách về đến đây, những cuốn sách về đến đây với các bạn. Các bạn biết là vượt qua nghìn cây số để đến với chúng ta và đến với từng trường. Và hiện nay thì cô chia sẻ cùng với các con và các đồng chí biết là Thái Bình là điểm đầu tiên của toàn quốc có mô hình tủ sách phụ huynh. Và mô hình tủ sách phụ huynh ba. Vâng, như vậy các con đã thay mặt cho tất cả các bạn học sinh của Hà Tiên và Kiên Giang hứa sẽ đọc nhiều sách. Và hôm nay cô cũng sẽ hứa với các con, đợt 1 chúng ta tạm thế và đợt 2 cô sẽ kết nối đủ đầy đủ cho con. Và xin cảm ơn các con, xin cảm ơn ban lãnh đạo và phòng giáo dục đã tạo điều kiện để cho Sách Hóa Nông Thôn chúng tôi, những tình nguyện viên được chia sẻ, được kết nối và được cùng đồng hành các chương trình. Xin cảm ơn. Tạm biệt tất cả các con. Chỉ mới 5 thành viên nhưng về với nhiều tiết mục cơ sở đấy, có hơn 200 học sinh cùng tham gia. Sau đây mà đồng nhiệm xin được phép cắt đầu.